Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi điệu ballad cổ điển, hay người ta còn gọi là ballad xưa. Một điệu ballad rất là đặc trưng, được chơi cho dòng nhạc dân ca. Điệu ballad này chơi cho bài Áo em chưa mặc một lần của Trương Vũ, hoặc là bài Mùa xuân của mẹ. Con biết bây giờ mẹ ơi, con hứa xuân sau sẽ về. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi điệu này. Và lát cũng dễ thôi. Bài này chơi theo nhịp 4-4. Và cách đánh nó như thế này. Mình bấm gam re thứ cho này dễ. Re thứ nữa. Bùm chát 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 chát. Bùm bùm. Đó. Vậy thôi. Bốn cái chát. Bùm mà sau là chuyển, nhưng mà mình đánh luôn cho các bạn dễ nghe. Bùm 1 2 3 4, bùm chuyển đấy, chuyển thôi. Bây giờ mình đánh thập âm re chọn vòng thứ này. Đó, rất là dễ. Hoặc là các bạn có thể dùng phím cũng được, phím phím đánh lên đánh xuống hoặc đánh lên được, tùy các bạn muốn đánh sao đánh, miễn sao nó ra tiếng được. Rồi rồi bây giờ mình sẽ hát thử một bài Áo em chưa mặc một lần. Mình hát một đoạn thôi, hát nhiều quá nó không hay nữa. Rồi, bài này chơi gam rê thứ. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, bài thôi, rất là đơn giản. Nghe bài hát theo nhịp chậm 4-4 rất là dễ. Hoặc là các bạn có thể chơi theo bài Mùa xuân của mẹ đấy, nhiều bài. Hoặc là bài Bèo giặt mây trôi cũng nhạc dân ca, và điệu ballad này hay chơi nhạc dân ca nhiều đó, nhiều đó thôi. Chúc các bạn vui vẻ, chào tạm biệt các bạn vào video sau.